Cái này là cái mà khi đó là tôi vào, tôi dẫn cái chương trình giải Mai Vàng. À, cái này thì quen rồi, ở chương trình Ai Là Triệu Phú. Bên này nữa nè anh. Dạ, đâu bên ạ? Bên này nữa nè. Cũng đó, là lòng đây là chưa? Cái mới rồi, đây là cái ở Mặt Trời Bé Con. Những cái ảnh này nó gợi cho tôi một thời thanh niên sôi nổi, đúng cái nghĩa của cái bài hát thời thanh niên sôi nổi đó. Thưa quý vị, là năm 1987 thì tôi lần đầu tiên tiếp cận với truyền hình sau khi ở Liên Xô về. Khi đó thì tôi có đến tôi thử việc ở truyền hình. Tôi làm ở phòng thể thao, anh Vũ Huy Hùng khi đó là người mà trực tiếp là tuyển dụng tôi. Tôi còn nhớ khi tôi đến thì anh giao cho tôi một cái bản thì ở Nga nó có đấy, hàng tuần đấy, Football Bundesliga, tức là một tổng hợp bóng đá tuần. Thế thì tôi dịch xong thì đưa cho anh ấy, anh ấy có nói rằng là có mấy chỗ không ổn. Thế thì tranh luận một chập, xong sau đấy thì anh ấy có nói với tôi là cái này cậu phải sửa, cái văn này nó tây quá. Đấy. Thế cuối cùng thì tôi lại chỉnh sửa lại văn theo không phải nghĩa dịch. Thế xong rồi cứ làm từ cuối 87 cho đến gần hết năm 87. Chẳng có ai đả động đến mình cả. Tôi bỏ, tôi về tôi phụ việc cho bà mẹ vợ, bán hàng, dịch cho cụ ở nhà số 74 phố Đồng Xuân, có một cái cửa hàng của bà mẹ vợ ở đó, rất may. Và tôi đứng thì tôi cứ phụ cho bà thôi, dịch, ai bảo thì dịch, chỉ có nói giá cả rồi các thứ này kia. Bà nuôi mình cho đến năm 88 thì đến Euro 88. Thì lúc đó tôi vẫn đang ở nhà. Thì có một người đến nói rằng là anh Hùng nói là mời anh đến làm cái Euro 88. Thế là tôi đi vào, đi tường thuật. Cho tới năm 89, 90 tôi vẫn còn đi cái xe đạp quốc Liên Xô Tourist của Nga đi làm, và nhiều khi cũng rất tủi thân. Có hôm đang đi đến đường Trần Phú, thế và có người phóng xe máy qua và quay trở lại, tưởng VKT chúng mày thế nào, hóa ra thế này. Thế mà hồi đó chúng tôi có nói đùa là VKT là gì, thì chúng tôi nói rằng VKT viết tắt là gì, là phí không tiền. Và vì phí không tiền, và vì phí không tiền nên vợ không thích. Vì vợ không thích cho nên vẫn cứ làm. Thì đến khi 89 thì tôi may mắn là được biên chế khi mà chúng tôi ra cái chương trình VKT. Cuối năm 89 tôi được cử sang Liên Xô, Ostankino, đài truyền hình của Liên Xô khi đó, dịch cho cái đoàn của truyền hình sang học. Và mình dịch, đâm ra mình học được nhiều hơn mọi người. Năm 95 thì khi đó tôi bị vì làm ham quá, đâm ra là bị ốm, nằm nhà một tháng. Ông Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền Việt Nam có gọi điện cho tôi, mà ông khỏe chưa, và làm gì, tôi vẫn chưa khỏe. Ông phải khỏe ngay lập tức. Khỏe làm gì, tôi đang cần ông sang Pháp để học một cái trò chơi vận động của Pháp, để sau đấy về làm, và chỉ có ông làm được việc đấy thôi. Tôi nhận lời và khỏe ngay. Và sau đó thì đến trò chơi liên tỉnh. Đấy, tôi đang nói trò chơi liên tỉnh. Vâng, trò chơi liên tỉnh. Và chính tôi là người, đấy, cái số phận nó may mắn. Một cái thằng vô học ở lĩnh vực truyền hình, được làm truyền hình, lại được cử sang Pháp. Lần đầu tiên Việt Nam cộng tác với một công ty truyền thông của nước ngoài để làm một cái chương trình game. Khi đó chưa có một game nào cả. Và khi đó chỉ cần tôi là cái người dẫn chương trình ở trong chương trình đấy thôi. Còn toàn bộ ekip đạo diễn, quay phim, đạo cụ, tất mỹ thuật, tất tần tật. Một dàn khoảng gần 20 con người từ Pháp sang để làm với tôi. Và cái điều may mắn lớn nhất đối với tôi, và tôi cảm ơn truyền hình, là cho tôi được gặp một cái nhân vật huyền thoại của truyền hình Pháp. Đó là ông Luc Gillis. Ông bây giờ mất rồi. Ông đấy là ông tổ của các cái trò chơi truyền hình ở Pháp. Tôi sẽ không chiếm dụng thời gian nữa, và chỉ nói rằng là những cái câu chuyện như vậy, nó những cái gì mà hôm nay các bạn đã giúp tôi là gợi nhớ lại những cái thời khắc khổ nhưng mà vui. Chắc chắn phải có lỗi lầm trong cuộc đời của mình rất nhiều. Vâng, điều quan trọng là chúng ta phải biết nhìn nhận với con mắt bao dung và hãy tha thứ. Có một cái bài hát của Nga rất hay, tôi xin cố gắng để hát cái câu hát này mà tôi luôn lấy làm triết lý sống của mình. Cái bài hát nó có gọi tên gọi là Các Malady Mi Bư Li, tức là tuổi thanh xuân đã qua như thế nào. Nó có một cái câu như này: Per vitam mi uje atigrali ilishat no sumeli panyas shdop sibya na zemle nye chirali pastarai sa себя не теряешь. Cái nội dung của nó là kể về một cái người đàn ông giống như tôi đấy. Chúng ta đã đi qua, đã chơi hết hiệp một của cuộc đời, tức là đã đi qua một nửa cuộc đời mình rồi, và mới chợt nhận ra một điều: không phải lúc nào chúng ta cũng biết hết về mình. Và hãy nhớ rằng
nếu như bạn muốn không bị biến mất trên trái đất này, đừng bao giờ